Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải, đến từ người EC. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục bàn luận một chút về những lưu ý khi xin phép giấy phép xây dựng. Ở phần thứ nhất thì chúng ta đã đi qua những lưu ý khi xin giấy phép xây dựng cho khu vực đô thị, khu vực nông thôn, khu vực ven biển hoặc khu vực bảo tồn. Vậy còn những khu vực khác thì sẽ cần xử lý lưu ý gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm trong phần 2 này nhé. Thứ tư sẽ là khu vực nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị. Phải tuân thủ quy hoạch. Nếu khu vực bạn muốn xây dựng đang nằm trong quy hoạch phát triển đô thị hoặc khu vực kinh tế, bạn cần kiểm tra xem quy hoạch đó có ảnh hưởng đến quyền xây dựng trên đất của mình hay không. Chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với những đất nằm trong vùng quy hoạch, thì bạn có thể cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin giấy phép xây dựng, đặc biệt là khi đất đang là đất nông nghiệp. Thứ năm, khu vực gần các công trình quan trọng, yêu cầu an ninh và an toàn. Nếu bạn xây dựng gần các công trình quan trọng như đê điều, trạm điện, sân bay, khu quân sự, bạn cần xin giấy phép các cơ quan liên quan để đảm bảo công trình không ảnh hưởng đến an ninh hoặc an toàn công cộng. Khoảng cách tối thiểu. Có những quy định về khoảng cách an toàn với các công trình hạ tầng này, nên việc xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy hoạch của địa phương. Thứ sáu là khu bảo vệ di tích, lịch sử hoặc văn hóa. Giới hạn kiến trúc. Xây dựng trong hoặc gần khu vực có di tích lịch sử, văn hóa có thể bị giới hạn về thiết kế kiến trúc, chiều cao và phong cách để không ảnh hưởng đến cảnh quan văn hóa. Thủ tục xin ý kiến. Bạn có thể phải xin ý kiến của cơ quan quản lý văn hóa, di sản để đảm bảo rằng việc xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn bảo tồn di tích lịch sử. Và một số lưu ý chung cho mọi khu vực. Kiểm tra quy hoạch. Trước khi xin giấy phép xây dựng, bạn nên kiểm tra quy hoạch sử dụng đất của địa phương nơi có thửa đất để tránh việc xây dựng trên đất có kế hoạch thu hồi hoặc nằm trong khu vực cấm xây dựng. Giấy tờ hợp pháp. Đảm bảo tất cả các giấy tờ liên quan đến đất đai đều hợp lệ, rõ ràng để tránh rủi ro khi nộp hồ sơ. Và đó là những lưu ý của việc xin giấy phép xây dựng. Mọi người cần có ý kiến nào khác, đừng quên để lại ý kiến đó vào phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và mọi người còn có bất kỳ vấn đề nào về tổ ấm của mình, hãy liên hệ qua số điện thoại 038-2017-535 này được. Giải đáp thắc mắc miễn phí. Và mình là Quang Hải, đến từ GSC.